Kính thưa sư, con có thắc mắc trong bài kinh Bà Hí Giá, Đức Thế Tôn có thuyết này Bà Hí Giá, trong cái thấy chỉ là cái thấy và không có ông trong đó và vân vân, con không hiểu rõ ứng dụng trong cuộc sống như thế nào. Ví dụ như mình thấy việc không an toàn thì mình phải tránh, mong sư giảng ý nghĩa cho con hiểu rõ. Xin thưa với quý vị, cái bài kinh Bà Hí Giá là dành cho vị thực hành tứ niệm xứ, cho nên là chừng nào quý vị thực hành tứ niệm xứ, quý vị mới áp dụng được bài kinh Bà Hí Giá, chứ còn trong đời sống thì nó không có dính dáng gì. Nó giống như là quý vị nghe nói là cái viên ngọc trai thì nó rất là đẹp và cũng có giá trị. Rồi quý vị hỏi, ủa như vậy rồi bây giờ mình lấy ngọc trai đó, mình đi mình kê vô bạc đạn xe đạp được hay không? Vô bạc đạn nó bị hư, nó hư mấy cái viên bi á, lấy cái ngọc trai mình vô mình thế được hay không? Hỏi câu nó vô duyên lắm. Tại vì nó cấu tạo khác nhau, tác dụng khác nhau, không có xài lẫn vô nhau được. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.